Xin chào tất cả các bạn nha. Video làm giới thiệu cho các bạn tham gia một dự án Superman nha bạn. Để tham gia hôm nay với phần link mô tả như video mình mở tài ra một start chatbot nè bạn. Mình sẽ nhận được 50 top cần XRN nè bạn. Một tài khoản đây khoảng 2 đô nha. Các bạn bấm số này drop nè. Các bạn lưu cấp trang nha các bạn. TM SX4Y thì các bạn cố gắng làm đi các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh seller nữa các bạn, mong follow nè. Để mình lướt qua mình check thông tin dự án chút xíu các bạn. Rồi mình mới đáp lại bằng bấm don. Tiếp tục các bạn join kênh Telegram group nữa nè. Chỉ trên nguồn gốc kênh này mình đã follow rồi, bạn mới đáp lại các bạn. Tiếp tục bằng bấm don. Tiếp tục bằng subscribe kênh YouTube và watch and like submit YouTube nè các bạn. Rồi trên nguồn ngay góp nó thì các bạn bấm đăng ký, các bạn xem hết video của nó các bạn. Rồi bạn bấm like nè các bạn, bạn bình luận một cái nè các bạn. Good. Airdrop. Chương trình Airdrop này nó phong phối vào ngày 25 tháng 4 các bạn. Sau khi các bạn xem hết video xong rồi bấm đáp lại nè các bạn. Bạn bấm watch video rồi các bạn gỡ lên link profile YouTube của tất cả các bạn. Thì các bạn mở YouTube các bạn ra nha các bạn. Để mình hướng dẫn các bạn lấy đường link YouTube các bạn. Thì bạn mở YouTube ra các bạn nhấp vào ba chữ gạch trên cùng nè các bạn. Vào kênh của bạn nha tất cả các bạn. Các bạn bấm vào ba chữ gạch trên cùng, các bạn bấm vào chia sẻ nha các bạn. Các bạn sao chép đường dẫn nha các bạn. Rồi các bạn sau khi các bạn sao chép xong thì bạn chạy ra các bạn bắt đắp, các bạn dán vào link này nè các bạn. Gửi cho bot nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với Tomochan các bạn. Con này chạy trên nền tảng Tomochan Wallet. Thì các bạn cũng mở địa chỉ với chút Wallet mình ra nè. Các bạn vào cài đặt nè. Các bạn tạo một cái giấy mới ha. Chạy trên nền tảng Tomochan nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ Tomo với Tomo nè các bạn. Các bạn sao chép nè các bạn. Hiện tại giá của một token Tomo khoảng 3 đô các bạn. Rồi bạn sao chép, đây mình sao chép lại cái giấy mình. 0 nhân 23. Rồi bạn bắt đáp lại, bạn gửi lên cho bot nha bạn. Rồi. Rồi bạn bấm vào sao tiếp để cập nhật tài khoản mình nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 50 token RXRN đó các bạn. Các bạn việc lên giáp mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Sau này con này về mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn bán sao các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn bạn tham gia chương trình Airdrop Superman đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.